Xin chào mọi người, good morning. Good Và bây giờ mấy chị em tôi bắt đầu đi ra ngắm cảnh xong rồi chuẩn bị đi xin việc làm nè. Tại vì chủ cả giờ sớm quá, ta cũng chưa có dậy gì hết cả. o'clock. Ai hót lót là gì? Ai hót lót 8 giờ sáng. À, còn bây giờ hót lót rồi. Ở bên này người ta làm từ 11 giờ 10 giờ chiều Ừ, quá. bị mọi người bị thụ động quá nên lấy dép cho Jennifer. Trời ơi, nó yên bình ông nội ơi. Thôi nè. Trời ơi, nó yên bình. Trời ơi, coi dân chúng gì mà sao giờ không ai ngơi dậy hết trơn mà để vắng que vắng ơ vậy? Trời ơi, dậy đi. Trời ơi, đẹp quá. Nó yên bình quá trời sao mà nó không có tiếng người vô tiếng quạ thôi. Quạ, quạ. Trời ơi, Trời một buổi ơi. sáng rồi mấy chị em tôi tắm rửa sạch sẽ, đánh răng súc miệng Thơm quá. Cho thơm. dù tối không ngủ nhưng mà chị em tôi vẫn vậy, đánh răng và súc cái mà vẫn. Dạ, con không ngủ cũng phải súc chứ, tại vì buổi sáng là thường phải súc miệng mà cưng. Quá trời, chị ơi, chị dạy em tiếng Anh, cộng đồng mạng chửi vô mặt hai chị em mình chị ơi. Sao Chị vậy? good evening gì đó. Good evening. Là gì? Là ngủ buổi chiều, buổi chiều. Sao má nói ở đây cửa trưa, xong bây giờ má nói cửa chiều, rồi cuối cùng là cửa gì? Nói chung là khán giả biết. Chị ơi, chị mất vệ sinh quá, qua đây người ta không có cho chị mần đâu. Chị ơi, chị làm nail mà chị mất vệ sinh quá. Khán giả, tại vì cái evening với afternoon nó thì nghĩa là cái chiều cái tối á, nó là đờ xem với nhau đó, cho nên là tự nghĩ ra đi chứ còn mà phải dịch là buổi sáng tối nữa tôi không nhớ. Trời ơi, yên bình quá trời của đất thiệt Hát luôn. câu đi mẹ. À, ở đây có sông, hai chị em mình hát bài gì về sông đi. À, có một dòng sông, À, ok có chưa? một dòng sông trải tràn trong Trải trí. tràn, chứ không trải tràn. Chị ca sĩ mà chị bị ấy quá, chị không đúng chính tả. Em đợi anh luôn nha, không Ok, rồi. rồi, cầm thôi. Đúng rồi, em chừng che máy của anh nha. Ok. Có một chưa, em chưa vô chưa diễn mà. Rồi. Có một dòng sông trải tràn trong trí. Là em mới lỡ. Làng anh bên lỡ, làng anh ở bên bồi. Nguyên đêm không ngủ, hát hơi đờm, Đó. hơi đờm. Thông cảm cho tụi em nha. Mà ở đây mình hát sớm quá, bullet có bật mình vậy Có đó chứ, em thấy người ta đang yên lặng á, chứ mất công mấy nhà kế bên em nó sorry. báo. I am I sorry. am I sorry. Chắc cũng không ngủ được chứ mình sao mà sao, đi chơi mà sao ngủ quá, hai vợ chồng ngủ quá, tới chừng hai chồng không hòa đồng. Trời, cho nước miếng. Văng qua bển luôn hả? Trời, nước miếng mà nó văng Trời như càm chị ơi, nè, nó ứ đi. Em thấy vợ chồng có chết cướp, không có hòa đồng. Vợ đúng tên gì rồi, chị? Jessica, Difficult. Difficult, Difficult. Trời ơi, hai vợ chồng, cái gì Tiffany, sao mà typical gì vậy? Typical là ai nó má? Tiffany, Vợ chồng Tiffany. hòa đồng chơi mà chơi ôm cho ngủ không. Chơi dù dù. Buổi sáng mình phải dậy mình để hít đúng thở không khí của American ha. Nha, mà cái áo American. quá là tiêu chí của Mỹ luôn Ok. nè. Về đi, về đi, Về về đi, đi, về về đi. đi, về Về đi, đi, về về đi, đi, về đi, về đi, về về đi. Cô dạy em Yeah, tập bài thể thể dục dục buổi buổi sáng. sáng. Ai giơ tay lên 2, 3, nào? 1, 2, 1, 3, 2, 4. 4, 6. Ôi trời Hít thở, hít ơi, thở, hít thở. tay tay lên lên Nào, lên hít thở, hít thở, hít thở. Mẹ Giang giống cá voi quá à. Chị giống cái rồi. Jessica à. Trời ơi, em chỉ dạy chị về trụ nước miếng gì mà rớt. Đâu có đâu. Em dạy chị nhảy cái trang của Hiếu thứ hai nha. Mambo nè, nè, hai ba Mambo Hiếu thứ hai. Nhìn tôi anh thật cool này, nhìn tôi anh thật cool, lạnh như băng băng mà mặt không tôi cần càng cao. cố. Tên tôi không, tên tôi lên càng cao, tên tên tuổi tôi lên lên càng càng cao. cao như bi ra. Chị ở mục đích tới. Hi si đó, have a problem đó. Lại. Thì đó. Si. Kìa, cái áo mặc tiêu chí quá mà không hiểu hả? Áo gì? More money, more problem đó. Là cái gì biết là gì? Ý là mày nhiều tiền hơn mày không có vấn đề gì hết. Khi mà mày có tiền mày không có vấn đề gì hết. À, là cái áo của anh đó hả? Ừ. Qua đây là cảm giác là gọi là có tiền có bạc hả em? Đúng tiêu chí luôn rồi. Được không chị? Để chị lịch sự để thôi, để cho người ta đừng có khó chịu với mình. Đúng rồi. Chào đi, chào hỏi người ta đi. Ê, đừng chào nha.
Đừng chào thiệt nghe. Từ từ. Good morning. Yeah, good morning. How are you? Good. Yeah. Yeah, yeah. Every good. Vlog, please. Yeah. Today you work, huh? Today you working? Yeah, I got some work to do. Yeah. How about you guys? Yeah. Very nice. Nói chuyện với người ta luôn rồi. Nói chuyện với hàng xóm. Hi, bye neighbor. Neighbor, à, neighbor chứ phải là hàng xóm. Teacher là giáo viên. Teacher là hàng xóm. Sao bữa đứa nó dạy tôi teacher là hàng xóm vậy? Ồ, vậy mà nói em teacher là hàng xóm. Chị ơi là em goodbye teacher. Fan á, my fan. Yeah, yeah. Yeah, okay. Luôn. Đi em ơi, đi em. Beautiful. Oh. Yeah. Wow. Rồi tắm đi mẹ. Together Việt Nam come here. Người ta không có quan tâm. Mày cứ nói hoài. Người ta không có khe. Chị lịch sử gì người ta khinh. Người ta có nói chuyện với chị. Ta có nói cuối làm mà chị cứ hỏi ra hoài. Người ta không có nhu cầu. Lịch sử mà. Lịch sử gì một lần là cái con chó. Sợ chó ra được kìa. Ui sợ con chó kìa. Hot hello hello dog. Doctor. Con chó là đót máu đót thầy bác sĩ bà nội ơi. Sao chị học ngu mà chị cứ dạy ở ngoài á chị Giang. Ủa sao cái máy mẹ đứng rồi mẹ Giang ơi. Hả? Cái máy mẹ nó đứng rồi. Lượng rồi. Cái máy đứng cứ ngắt à. Rồi nó tắt luôn rồi, hết dung lượng rồi. Trời ơi yếu ghê thiệt luôn á, tắt của anh em ơi. Không anh vẫn còn y thinh à. Anh ý lắm, càng của anh ghê lắm. Trời ơi. Yeah, it's okay. Yeah. Trời ơi nè, cano này của nhà Lâm nè mọi người. Ý của chủ cả của Lâm nè. Đó, trời ơi. Là cano của mình luôn ha. Ờ đúng rồi. Hồi đất ơi. Trời ơi, cái thuyền của ảnh đó. Cái thuyền của ổng so với cái ghe bên. Trời ơi, cái ghe. Sao? Được không chị? Trời ơi sao mà người ta có cho phép đâu. Người ta phải welcome mình chứ. Mà người ta chó nó cắn kìa. Người ta không nói gì tới mình hết trơn trời á. Ờ vậy hả? Vậy mình hát lại cái bài nãy đi. Cái ấy kìa. Mà cái gì? Chị để tung tăng vậy? Chỗ đây mà chị không có xích mấy cái đó lợi người bu đích nó bắt chị đó. Ôi. Nó tưởng chị là không Mỹ tự do chứ. Tưởng không tưởng giấu là vũ khí. À đúng rồi, cái này thì hơi đó đúng rồi. Thấy không? Nhiều người muốn thuê đồ thoải mái lắm cưng ơi. Tôi không có thấy có nhiều cái quán. Để chị dắt em đi xem chị ca. Chị dắt em đi coi những cái cô gái mà bận bikini nè, bận cà phê nè. Wow. Wow. Chị vô trọng làm hay hai chị em vô trọng làm đi. Ôi ôi ôi. Em xin làm đi, em xin làm cái môn đó được, được đó. Không chị? Được. Rồi. Trời ơi, Lâm ơi, ê Jessica ơi, em mà làm cái đó nè, trời giàu ơi, em giàu mà nổi tiếng luôn, em khỏi phải livestream hàng ngày. Lái đi Lâm. Lái. Kêu gì? À lộn, Jessica, qua đây đổi tên rồi mà quên hoài. Sang biết là bao nhiêu. Trời ơi, xưa ở bên Việt Nam dịu lắm chị. Ờ. Cái này là triệu đô rồi đó, ừ, mấy trăm ngàn rồi đó anh. Gì hả? Mình vô đường nào? Ý, take care. Okay, take care. Mày take care chứ Jessica. Take care. Trời ơi, ai mà luồn như vậy? Trời ơi, cái dây này nó siết bẹn là đau. Đúng rồi. Rồi leo lên. Rồi. Ôi, Lâm ơi. Lâm ơi hoài. Jessica. Ướt quần Jessica. Sao nay nó bị xương á. Xương. Cái đó vô được á. Kéo cái bên cái Đúng rồi. Chị kéo ở dưới á. Ở dưới cái dây kéo ngoài cùng kìa. Trời ta có cửa đàng hoàng mà không biết chơi, gì vô, chứ. Vô chơi mấy em. Trời ơi sao mà qua đây làm cái gì mà giàu quá nè. Trời ơi không giấu gì trời ơi. Ngồi đẳng đi ngồi. Quá trời nè em đi chơi thiền nè, Tâm Thảo cầm viên nè. Ngồi đẳng sao mà quay chung với nhau được. Đây đây anh quay cho được chưa anh. Đó. Together. Yeah. Ok. Ôi không khí rất là mát luôn á. Michelle nè, Jessica nè, Jennifer tuyệt vời, chỗ sáng trọng đẳng cấp. Ok không? Yeah.
Yeah, I like to you around. Okay. Oh, thân around không? Sông Đồng Nai, cầu Đồng Nai. No, no, American, no, Đồng Nai. Này, này về Đồng Nai được không? Đây là quận Cam. Thị Nghè, về Thị Nghè, có cái đi ngang Thị Nghè không? 4 năm. 4 năm dữ vậy. Đi gì mà tới 4 năm dữ vậy? Trời ơi. Mà đồ về đó, sao mà lái được? Ôi, khí hậu mát mẻ lắm. Mát mẻ trong trẻo quá ha. Trẻo. Trời ơi. Im lặng bình yên quá trời luôn. Very nice. Beautiful. Đúng, beautiful. Yeah. Đúng. Ê, like nè. Like. Like là gì? Like đèn sáng á. Ồ. Like. Dạ thôi mọi người, clip tới đây tôi thấy cũng nhạt nhẽo rồi. Thì cảm ơn mọi người đã xem. Cảm ơn mọi người đã xem cuộc sống xa hoa của ba bạn làm nail Jessica. Jennifer, Michelle. Chúng tôi goodbye. Goodbye.